Học sinh giỏi văn sẽ phân chia thời gian làm bài thi như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tham khảo nhé. Ở trung học phổ thông, chúng ta thường có những bài thi giữa kỳ hoặc cuối kỳ với thời gian làm bài khoảng 90 phút. Khi đó các bạn nên dành khoảng 15 phút cho bài đọc hiểu, 20 phút cho bài nghị luận xã hội và khoảng 50 phút cho bài nghị luận văn học. Đừng quên dành ít nhất 3 phút cho bài viết của mình để kiểm tra lại các vấn đề trước khi nộp bài nhé. Nếu như các bạn có những kỳ thi có cấu trúc và thời gian khoảng 120 phút giống như đề trung học phổ thông quốc gia, các bạn nên dành khoảng 20 phút cho bài đọc hiểu, 25 phút cho bài nghị luận xã hội và khoảng 70 phút cho bài nghị luận văn học. Chúng ta cũng nên dành ít nhất 5 phút để kiểm tra lại bài nhé. Đặc biệt, nếu các bạn tham gia các kỳ thi học sinh giỏi với thời gian làm bài khoảng 150 phút, các bạn nên dành 50 phút cho câu nghị luận xã hội với số điểm 8 trên 20 và 90 phút cho câu nghị luận văn học với số điểm 12 trên 20. Đặc biệt, ở kỳ thi này, các bạn nên dành ít nhất 5 đến 7 phút đầu tiên để đọc đề và lập dàn ý. Cuối cùng, chúng ta nên dành 3 phút để kiểm tra lại bài của mình. Chúc các bạn có một kỳ thi thành công nhé!